Ủa Ngân, hôm qua sao anh điện thoại em không bóc máy vậy? Hôm qua em ngủ. Cái gì, em ngủ hả? Anh lại tới nhà em mà, em đâu có nhà đâu mà em ngủ. Ủa kỳ vậy, hôm qua em ở nhà mà ta. Em chỉ gạt được mấy thằng mù với mấy thằng điếc thôi, chứ anh thì già rồi. Em nói thật mà. Mà thôi, lần thứ tư rồi. Chào em nha, cô bé đáng yêu. Ngày hôm qua em đã đi đâu, em đã làm gì, sao em không nói, em nói em ngủ, em tưởng anh mù, lần này lần mấy em gạt tôi. Quà sinh nhật bất ngờ cho em, nhưng vô tình là anh nhìn thấy, tình cờ bắt gặp chứ không cố ý theo dõi em đâu, em đừng phay. Bệnh của em khó chữa thật đó, em lại cho anh cảm giác tê tái, để em ra cạo cho lên gió cũng không hết được cái bệnh mê trai. Hết lần này rồi tới lần khác, bao nhiêu lần nữa em nói đi, anh chụp hình nóng để làm bằng chứng, cứ tiếp tục em chối đi. Bắt quả tang đã quá rõ ràng, ấp a ấp ống em hết đường cãi rồi. Yêu thêm có quà càng nhiều, em thức thâu đêm thả thính cũng phải thôi. Facebook lúc nào cũng phải, hôm nay buồn quá muốn được quan tâm rồi. Hàng chục mấy anh để gia bình luận tỏ tình, chúc ngủ ngon đồ sống ảo đi, thì anh thua anh xài đập đá có biết gì đâu. Anh lo làm xây dựng ước mơ, anh mong hai ta sẽ mãi bền lâu. Điều anh ước thật là bé bỏng như mấy thằng nhỏ đang chăn trâu. Anh suy nghĩ em đã gạt anh là vì cái gì, bắt nguồn từ đâu? Trong lòng em không muốn vậy đâu mà, xin anh suy nghĩ lại. Em nói với anh là có nỗi khổ riêng mà, đâu phải em mê trai. Em biết rằng anh sẽ rất tức giận khi thấy em đi với mấy thằng đó, nhưng thứ em cần thì nó đều có, mà như vậy thì anh đỡ phải lo. Em làm vậy cũng muốn tốt cho anh thôi, chứ không có ác ý. Em quen tụi nó chỉ để lợi dụng thôi, chứ có tình cảm gì đâu. Chắc anh cũng biết đồng lương công nhân, những thứ em cần sao anh lo nổi. Em thương anh vì tính thật thà, nhưng tình và lý thì hơi bị rối nha. Thì phải rồi, em nơi đúng, anh nên cân nhắc phải suy nghĩ lại. Anh đẹp trai chứ đâu có khùng để người mình yêu đi đêm với trai. Thôi thôi em, anh hiểu mà, nhiều lần rồi nhưng anh không nói. Cũng chính vì thế em đã xem anh chỉ là cái bóng ẩn mình trong tối. Đến bao giờ em mới nhận ra tình cảm thật lòng anh say rất vất vả. Thôi thì chấp nhận đi mà, có sao nói vậy, vì anh rất thật thà. Nói dối vì có nỗi khổ, một câu chuyện xúc động thật hư cấu. Nếu như anh không tẩy chay, sao thấy được nước mắt con cá sâu. Nhưng em xấu quá, lợi dụng người khác không tốt đâu nha. Nói cho em cho lại nó, có quay có trả một ngày không xa. Rồi đừng về đây khóc lóc này nọ, em đừng đem so anh với nó. Thằng công nhân hay lúa nghèo khó, sao xanh bằng xối ca giàu có. Nhưng không sao, nói cho em những thứ em cần, em không yêu nó vẫn cho em, vậy là chứng tỏ thằng đó bị đần. Do duyên phận từ đây về sau, đường ai nấy đi không còn chung tiếng. Nếu thật lòng thì mình cùng tiến, còn yêu vì tiền thì em nên biến. Ok vậy khỏi nói nhiều, đã chia tay thì miệng lắm điều. Anh còn mẹ già ráng lo cho bả, đừng có vì yêu mang tội bất hiếu. Em rất muốn chung thủy với anh, nhưng mà đồng tiền nó không cho phép. Anh nói đúng vì anh rất tốt, nên đừng quên em chẳng có gì tốt. Đẹp khép lại cuốn phim hài tụi mình đang đóng, còn gian dở em không phen xin tình cảm đâu anh. Vậy nên khỏi phải mơ, được thì tiến mình tiếp tục yêu, còn không thì biến. Anh chớ nói nhiều, em đã cố gắng nói nhẹ với anh, nhưng nếu anh thích thì em sẽ ráng chịu. Thì em nói đúng rồi, anh còn lo cho mẹ già nữa, tiền bạc đâu để sẵn mà lo cho người ta. Vậy em cứ chọn con đường em đi. Anh không cần nữa đâu, giữ em bên mình anh rất hạnh phúc. Nhưng mà ngược lại khiến anh càng phải đau thêm thôi, chứ làm gì. Chia tay sớm bớt đau khổ. Bye em, người con gái anh từng yêu ha.